thay thế linh kiện tận nơi. Về cơ bản, dịch vụ sửa chữa linh kiện tại nơi sử dụng nằm trong gói bảo hành Pro Support lẫn Premium Support và cũng là dịch vụ miễn phí được Dell áp dụng cho các dòng laptop phân phối chính thức tại Việt Nam. Thông thường khi laptop gặp sự cố, bạn chỉ việc gọi điện thoại đến tổng đài miễn phí 1800 545 455. Nhân viên phân tích dịch vụ của Dell sẽ kiểm tra, tư vấn và đưa ra hướng dẫn khắc phục từ xa. Thông qua việc trợ giúp này, bạn có thể tự mình giải quyết nhanh một số lỗi đơn giản không mất thời gian chờ đợi như trước kia. Trường hợp xác định lỗi linh kiện cần thay thế thì Dell sẽ cử nhân viên kỹ thuật cùng linh kiện phần cứng đó đến tận nhà khách hàng để khắc phục. Ưu điểm của dịch vụ này là bạn không mất thời gian đem tới trung tâm bảo hành, quyền riêng tư và sự bảo mật dữ liệu cá nhân được đảm bảo. Chia sẻ về trường hợp của mình, chị MT, sinh viên khoa Ngữ văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dịp lễ vừa rồi, chị về Hội An thăm nhà vài ngày và tự dưng laptop gặp lỗi. Windows không khởi động được mà chỉ phát ra những tiếng động lạ. Khi gọi tổng đài nhờ hỗ trợ, nhân viên kỹ thuật cho biết có thể ổ cứng gặp lỗi và đề nghị tắt nguồn để không làm tình trạng xấu thêm. Dù mua máy ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng trung tâm bảo hành Đà Nẵng vẫn cử nhân viên đến tận nơi để thay mới ổ cứng, cài lại hệ điều hành. Toàn bộ quá trình xử lý lỗi diễn ra trong 48 giờ sau đó, mình đã nhận lại chiếc máy hoàn chỉnh như trước. Điều này hoàn toàn khác với cảnh tượng mình nghĩ, phải mất thời gian di chuyển, xếp hàng chờ đợi theo dõi laptop sửa chữa như thế nào, thời điểm hoàn tất. đeo cũng cho biết, dịch vụ bảo hành tận nơi hỗ trợ khách hàng qua tổng đài 1800 545 455 hoạt động 24 trên 7, tức 24 giờ trên ngày và 7 ngày trên tuần, kể cả ngày lễ. Thời gian tối đa từ khi tiếp nhận sự cố đến khi giải quyết là 48 giờ sau khi tư vấn qua điện thoại. Đặc biệt gói dịch vụ Premium Support cũng tiếp nhận khắc phục không chỉ lỗi phần cứng mà hỗ trợ cài đặt cả hệ điều hành. Các phần mềm được đeo cài sẵn trước khi xuất xưởng. Có thể nói, chế độ bảo hành tận nơi của Dell được xem là một trong các dịch vụ tốt nhất hiện nay và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng. Qua việc bổ sung tiện ích mới, Dell muốn tiếp tục đẩy mạnh các chương trình dịch vụ hậu mãi, khẳng định sự tin cậy và hướng đến sự hài lòng trong việc chăm sóc khách hàng tốt hơn. Các trung tâm bảo hành của Dell trên toàn quốc TP Hồ Chí Minh, 23 Nguyễn Thị Huỳnh, P8, Quy Phú Nhuận, 028, 3842, 3333 Hà Nội, Tâm 02 Tòa nhà Hà 110 Phố Thái Thịnh, P Trung Liệt, Quy Đống Đa, 024-3537-5858. Đà Nẵng, 36 Hạm Nghi, P Thạc Gián, Quy Thanh Khê, 0236-3653-848. Cần Thơ, 211 Trên Hai Nguyễn Văn Linh, Quy Ninh Kiều, 029-2378-3599.